xin chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh youtube tôi là Hàng hiếu thì nội dung chính của video ngày hôm nay thì mình sẽ à, hướng dẫn các bạn cách giao dịch à, mua bán các nft trên sàn bankage swap hay nói à, một cách dễ hiểu đó là cách sử dụng à, nft market trên bankage swap thì mới đây thì sàn bankage swap một sàn giao dịch phi tập trung à, đã ra mắt cái chức năng là nft market thì đây là một cái chợ à, đây là một cái chợ à, dùng để à, mọi người có thể lên và mua bán các vật phẩm NFT có sẵn trên cái chợ này. Đấy, thì à, mỗi một cái à, vật phẩm NFT ở trên cái chợ này nó sẽ có giá trị khác nhau dựa vào cái độ hiếm có của cái vật phẩm à, ví dụ như là những cái ví dụ như là hiện đại là những cái, có ví dụ một cái vật phẩm A nó chỉ có một sản phẩm duy nhất trên thị trường thôi thì giá của nó sẽ rất là đắt so với những cái NFT mà nó có hàng, hàng, hàng nghìn hàng chục nghìn cái sản phẩm tương tự như vậy Đấy. thì à, dựa vào cái độ hiếm nói, nói tóm lại là mà những cái vật phẩm NFT mà nó có cái độ hiếm càng cao thì giá trị của nó càng lớn và ngược lại thì những vật phẩm mà nó đại trà thì cái giá của nó sẽ càng thấp à, nôm na là như vậy ok thì đây là một cái giao diện của nft market ok thì bây giờ mình sẽ uh, đi vào nội dung chính đó là cách sử dụng cái uh, cái 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 nft market trên Ban cây swap như thế nào ok hướng dẫn cách sử dụng nft market trên Ban cây swap thì cái bài viết hướng dẫn cách sử dụng nft market trên Ban cây swap này mình cũng đã có viết một cái bài hướng dẫn rất là chi tiết bao gồm các hình ảnh minh họa rõ ràng. Ở trên website Kung Fu bhp com thì các bạn cứ lên cái website bhb com và tìm từ khóa là NFT market bankay swap thì nó sẽ ra cái bài hướng dẫn này. Và mình cũng sẽ để cái link của bài hướng dẫn này dưới phần mô tả của video. Các bạn nhấp vào các bạn xem. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói lại cái cách giao dịch mua bán cho NFT trên cây swap như thế nào. Đầu tiên, đó là bán. Ok, thì À, hiện trước đây thì mình sử dụng sàn banh cây swap và mình đã từng tham gia vào những cái chức năng của sàn và mình đã từng tham gia vào một số cái event của sàn như là mình mua những cái ifo à, mình à, à, mua vé số à, hoặc là sử dụng các chức năng khác của sàn banh cây swap thì sàn đã tặng cho mình được ba cái nft đó, thì ba cái nft thì bây giờ mình có ba cái nft đó thì mình cũng làm cái video demo bán luôn thì các bạn nào À, đã từng tham gia vào sàn ban cây swap thì hãy kiểm tra à, cái các bạn xem à, trên cái sàn ban cây swap tài khoản của các bạn có những cái nft này hay không nếu có thì các bạn có thể giữ hoặc là để bán ra để lấy cái đồng bay này ok thì đầu tiên là khi đã kết nối ban cây swap vào ví chất wallet thì à, nói chung là để kết nối vào ban cây swap thì chúng ta có rất là nhiều cách trên máy tính thì chúng ta có thể sử dụng ví metamask trên điện thoại cũng có thể sử dụng metamask nhưng mà mình thì mình xài quen cái ví chết wallet cho nên là cứ nói đến ban cây swap thì mình cứ sử dụng ví chết wallet thôi còn bạn nào mà đã sử dụng những cái ví khác thì cũng tương tự và bạn nào vẫn chưa biết cách uh, sử dụng uh, ban cây swap kết nối với chết wallet thì hãy tìm cái bài viết uh, hướng dẫn sử dụng ban cây swap trên cung fu Bắc B mình cũng đã có một bài hướng dẫn rất là chi tiết rồi ok thì bây giờ uh, để bán ban cây swap thì mình truy cập vào cái mục à, khi đã kết nối banh cây Swap mà viết vào Vietjet wallet thì mình sẽ nhắc vào cái biểu tượng à, icon cái profile của mình ở góc phải trên và sau đó mình truy cập vào mục do nft sau khi bấm vào do nft thì ở đây thì mình sẽ thấy danh sách hiện tại là mình có ba cái nft mà hồi nãy mình nói nè là mình được tặng là mình có cái nft đầu tiên là flip là hiện tại có cái giá thấp nhất trên thị trường họ đang chào bán là 0.24 nền Đấy, hoặc là đồng sai sai group so anh chị đi nè. Thì là 0.18 bynn. Đấy, họ Churo thì 0.0678 Ừ Ok thì bây giờ mình sẽ demo uh, bán cái đồng uh, bán cái con uh, đây để mình vẽ cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ demo mình bán cái con này nha. Đấy. Ừ thì mình sẽ nhấp vào con đó. Mình sẽ nhấp vào thì nó sẽ hiện ra một cái bóp ập như vậy. Thì các bạn nhấp vào chữ sell đây các bạn nhấp vào sell thì khi mà các bạn nhấp vào xe á thì nó sẽ hiện ra một cái bảng các bạn hãy điền cái giá mà các bạn muốn bán cái con này thì các bạn sẽ dựa vào cái giá này này các bạn có thấy cái low price trên market là có nghĩa là cái con này nó đang cái người mà đang để giá thấp nhất á, trên thị trường hiện nay là 0.198 bay nành thì các bạn sẽ dựa vào cái này để ra giá cho cái con đó của các bạn thì nếu như mà các bạn thì thường là nếu mà các bạn muốn bán ngay luôn thì các bạn để ngay cái mức giá là thấp nhất trên thị trường là 0.198 luôn còn nếu mà các bạn à, muốn bán nó cao hơn thì các bạn cứ dựa cái đó và các bạn đặt cái giá cao hơn như là 0.2 hay 0.3 0.4 gì đó hiện tại thì mình demo cho nên mình để thử được được cái mức giá thấp nhất thị trường luôn để nó giao dịch nó được nhanh hơn thì khi mà các bạn bán cái này thì các bạn phải trả cái phí platform nè nếu mà được bán thì bạn có phải trả 2% tiền phí nè Đấy, Các bạn sẽ phải trả 2% tiền phí nha phần 2% tiền phí là tương đương với 0.00396 Thì những cái tiền phí này ban cây swap sẽ dùng để đốt cái đồng nành này. Họ sẽ lấy cái tiền phí này họ đốt đi Ok thì sau khi bạn à, thiết lập cái giá rồi các bạn bấm vào chữ Enable Listing Thì khi bấm thì nó sẽ hiện ra một cái thông à, cái pop up như vậy Thì các bạn lại tiếp tục nhấn vào chữ Enable và các bạn ấn chấp thuận để trả cái phí giao dịch rồi sau khi đã enable thành công rồi thì các bạn tiếp tục ấn vào nút confirm và lại tiếp tục trả thêm một cái phí giao dịch ok thì đợi một chút tại vì để nó đang xác thực thì các bạn sẽ mất vài giây để cái này nó diễn ra ok thì sau đó thì nó sẽ thông báo là đã, đã xác đã xác nhận thành công thì cái do nft hết list for sale là cái nft của các bạn đã được liệt kê trên cái chợ rồi ok thì bây giờ việc của các bạn là đợi đợi mà mà xem là các bạn có người nào đó mua cái nft của các bạn thôi à, thì khi mà mình bấm vào chữ close đó, đóng cái bóc up này đi thì hiện tại các bạn sẽ thấy là một cái chữ for sale hay cái chữ for sale ấy, ở trên cái, cái 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 nft mà mình vừa bấm bán đó, là nó, nó nó có nghĩa là mình đang bán cái nft này và đó khi mình và mình nhắc lại vào cái cái này thì nó sẽ có cái hiện ra là adjust sell right là có thể các bạn điều chỉnh lại cái giá bán của các bạn để bán được nhanh hơn hoặc là các bạn muốn điều chỉnh cho giá nó cao hơn hoặc là remove from market tức là xóa nó khỏi cái sàn chợ đi các bạn không muốn bán nữa còn các bạn không làm gì hết thì thôi các bạn bấm vào chữ view item Đấy, mình sẽ móc vào view item để mình xem cái vật phẩm của mình đang được bán trên cái chợ như thế nào mình bấm vào Đấy, thì mình sẽ thấy là một cái hình nó diễn hiện ra như vậy đó là thấy cái vật phẩm NFT của mình đang được chào bán Ok thì tự uh, vài phút sau khi mà mình chào bán thì ở đây các bạn sẽ thấy cái dòng chữ là của chết uh, ví chết wallet nó thông báo nè ấy là Receive là bạn đã nhận được 0.194 Binance nè Hay, các bạn có thấy ở đây mình chào bán là giá là 0.198 0 không nhưng mà xuống đây nó báo là 0.194 tại vì mình đã phải trả một cái hai phần trăm phí giao dịch cho sàn. thì mình đã nhận được, có người mua thì nó thông báo là mình đã nhận được bao nhiêu đi đồng Binance. Đấy, thì mà cái đồng các bạn lưu ý là các bạn nhận được là chính là cái đồng WBNB nha, chứ không phải là đồng này Thì đồng này nó gọi như là một cái đồng bảo chứng của đồng này vậy, giá trị của nó tương đương với đồng Binance. Đấy. Thì các bạn giữ đồng này cũng được hoặc là các bạn muốn đổi sang đồng Binance thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn. Nó cũng đơn giản thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tới tiếp đến cái phần mua NFT trên ban cây swap. Thì cách mua thì rất là đơn giản. Các bạn kết nối ví chết wallet và ban cây swap. Thì các bạn trên ban cây swap các bạn chọn vào cái menu là NFT collection. Thì sau khi chọn xong thì các bạn sẽ thấy ra một cái bộ sưu tập rất là nhiều cái NFT đang được chào bán ở trên sàn. Đấy. có với cái mức giá khác nhau. Thì bây giờ các bạn thấy một cái NFT nào đó các bạn ưa thích, các bạn nhấp vào, Đấy, nó sẽ hiện ra một cái hình như vậy. Thì các bạn nhấp vào nút buy Đấy, các bạn nhấn vào nút buy như vậy, Đấy, rồi sau đó các bạn sẽ làm theo cái bước là trả phí giao dịch, rồi sau đó cái thằng NFT này nó sẽ uh, được trả về cái ví do NFT của các bạn như ở cái bước bán ở trên vậy. Đấy, thì cách mua nó chỉ là đơn giản như vậy thôi, mua và bán trên banh cây swap. còn uh, chuyển đổi cái WBNB sang Binance như thế nào thì uh, chẳng qua là nó gọi là một cái uh, gọi là unwrap tức là nó mở 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 gói sang thì cái cách mà các bạn chuyển đổi đồng WBNB sang BNB thì các bạn sẽ sử dụng cái chức năng exchange của sàn cây Swap thì đó là các bạn đầu tiên thì mở cái ứng dụng cây Swap lên các bạn truy cập vào cái menu là trade đây đây là chơi cái giao diện này thì ở cái mục from nè cái mục from thì các bạn điền cái đồng đây một forum thì các bạn điền cái đồng WBNB mà các bạn nhận được còn cái mục tu thì các bạn cứ điền cái đồng bài thôi là các bạn muốn nhận nó bài thấy không các bạn thấy hai cái giá trị hai cái này nó tương đương nhau thấy không Đấy, nó tương đương nhau rồi các bạn nhấp vào nút unwrap Đấy, unwrap là để nó nó nó, nó chuyển đổi đồng wbnb sang bài rồi các bạn cứ trả phí giao dịch bình thường là xong Đấy, thì lúc này là bạn đã nhận được đồng bài rồi Đấy. thì đây là cái cách chuyển đổi đồng wbnb sang bnb trên banh cây swap Ok thì uh, trên đây là toàn bộ uh, cái nội dung mà mình hướng dẫn uh, các bạn cách uh, giao dịch mua bán và sử dụng uh, NFT market trên ban cây swap như thế nào thì uh, mình hy vọng là cái này cũng các bạn cũng sẽ làm theo rất là dễ dàng thôi bởi vì mình nghĩ là nó không có gì phức tạp hết bạn nào đã từng sử dụng sàn giao dịch ban cây swap rồi thì mấy cái chức năng này cũng rất là đơn giản Ok thì nếu như mà bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy like và chia sẻ cái video này về trang cá nhân của các bạn để giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn và mình chia sẻ hơn nhiều cái video bổ ích khác. Đấy. Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video à, chúc các bạn một ngày tốt lành.